Đây bên mình quay video hướng dẫn sử dụng máy Yuki MariaDX. Đấy, các chức năng của máy ở đây. Ngoài ra thì nó có cái bảng hiển thị trên này nữa. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh suốt nhé. Cắm cái suốt vào cái cọc suốt ở đây. Đấy. Đầu tiên là mình vắt cho của chị vào đây, vắt chéo alpha từ đằng trước ra đằng sau cái ốc này. Đây, từ đằng trước ra đằng sau một vòng thôi. Đấy. Được quấn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ. Quấn tầm 4-5 vòng gì đấy cho nó chắc là được. Đấy, cái này mình quấn cho nó hết chỉ thôi. Đấy, rồi để ý này, bên này là chế độ may này, còn bên này là gạt sang là đánh suốt. Đây có hai chế độ. Đấy, xong mình đặt một tắt bật đây. Mũi tên này là chạy này. Chạy nghe rất là êm. Đấy, lúc nào đầy thì mình tắt, mình dừng lại đây. Rồi mình gạt cọc suốt qua bên trái này. Đấy, rút lên. Đây mình có thể nhìn sơ qua thì nó có cái sơ đồ đánh suốt ở đây. Đấy, vắt từ đằng trước ra đằng sau đây. Quấn quanh suốt đây. Còn bây giờ là đi chỉ may này. Cái chỉ may thì mình để ý là nâng cái cần nâng hạ chân vịt này lên. Đầu tiên là mình phải nâng nó lên. Đấy. Cầm đầu sợi chỉ này, đi theo mũi tên này. Đây, nó có mũi tên hướng dẫn đây. Một là vào đây. Đi thẳng xuống này. Đấy, đi thẳng xuống này. Đấy. Xuống đây là nó có mũi tên vắt đi lên này. Đấy, mọi người có thấy không? Đấy, vắt đi lên. Vắt đi lên, cao lên. Rồi nó lại có mũi tên vòng đi xuống này. Đấy, cứ đi theo mũi tên này là được rồi. Đấy, đi thẳng xuống này. Thẳng xuống rồi mình gài qua cái chỗ kim chỗ này. Đây, chỗ kim chỗ này nó có cái thanh thép nhỏ nhỏ, mình gài cái sợi chỉ vào trong ấy. Đấy, thế là được. Rồi sâu chỉ từ đằng trước ra đằng sau. Còn suốt dưới này, mình để cái suốt nó nằm này. Cái sợi chỉ thừa nó nằm ở phía bên trái đây. Đây, mình quay nó ngược chiều kim đồng hồ này. Đấy, cứ để nó nguyên như vậy. Đây, suốt lắp thì nó luôn luôn quay theo ngược chiều kim đồng hồ nhá. Đây mình lắp nó vào. Lắp nó vào thì ở trên cái ổ này nó có một cái rãnh thép ở đây. Cái rãnh ở đây thì mình gài nó vào đây, vắt nó sang phía bên trái. Đấy. Rồi sau khi đã vắt sợi chỉ thì mình kiểm tra xem lại là một lần nữa cho chắc này. Cầm sợi chỉ thừa mình kéo này, xem mà suốt nó quay theo ngược chiều kim đồng hồ chưa. Nếu ngược chiều kim đồng hồ là đúng nhá. Bây giờ lấy chỉ dưới lên thì một tay cầm sợi chỉ trên này hơi chếch chếch ra phía bên ngoài này, cầm chéo chéo chếch chếch ra. Đấy, một tay quay bánh đa hướng vào lòng mình, quay cho kim đi xuống tới lúc kim đi lên là được. Đấy, có thấy nó vắt cái sợi chỉ dưới lên. Đấy, nếu như mà nó chưa lên thì mình cầm sợi chỉ trên mình giật 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 nó lên. Đấy, còn mình hướng dẫn lắp chân vịt luôn. Lắp kim xong mình đậy cái mặt nhựa này vào. Mình cứ làm đúng từ từ các cái thao tác thế là được ạ. Không cần phải vội đâu. Vội là càng nhanh hỏng máy. May nó bị rối. Còn lắp chân vịt vào này thì máy nào nó cũng thế, nó có một cái chốt ngang này, chân vịt đấy, nó có một cái chốt ngang. Còn ở dưới cái mỏ chân vịt này thì nó có một cái khớp, cái lỗ đây. Thì mình di động cái này cho hai thằng này nó trùng nhau. Đấy, một tay di động này, một tay vừa nâng hạ cái cần chân vịt này xuống. Bây giờ mình đang quay video là khó. Đây được, đây, mình đặt vào nó trùng với nhau, nó tự ngập vào nhau thôi. Nó không rơi ra nhé. Đấy, vắt hai sợi chỉ vào dựa ra sau. Đây, máy này dùng rất là đơn giản. Đây, còn mình hướng dẫn qua cái cách dùng các cái chức năng A, B, C, D này. Đấy, A, B, C, D giống như ở trên này. Thì đây, nó về chức năng may cơ bản thì mình chọn đây. Đấy, tức là A0 này. A0, còn cái chỗ này là tăng này. Đấy, tăng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Đấy, còn mình muốn chuyển sang chế độ B này thì mình ấn ở đây. Đấy, B này, B1 này, B2, B3, B4, B5, B6. Đấy, còn mà chuyển sang lại C mình ấn cái nút ở đây. Đấy, để ý là cái nút này là nút
tăng này, tăng theo các cái số như là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn cái này là thay đổi về chức năng là ABC. Đấy. Đấy. Ví dụ các chữ số to to này là nó hiển thị cái bảng theo các cái chữ số này. Còn muốn về chức năng cơ bản mình lại ấn đây A này, ấn phát nữa nó chuyển sang cái bảng may B này, ấn phát nữa nó chuyển sang cái bảng trang trí C này, ấn phát nữa nó chuyển sang cái bảng trang trí D này. Đấy, ấn phát nữa nó về 00 00 lại chỗ này. Đấy. Đấy, dùng như thế thôi, dễ. 10 thì là tương ứng với cái bảng đường này. Đấy. Cái này thì tăng mỗi lần là 10 số. Còn cái này, đây, cái này là 20 đây. 20 nó tương ứng với cái này. Ví dụ muốn tăng lên 50 thì mình cứ ấn về đây, 50. 50 muốn chọn, ví dụ mình chọn 51, 52 đi. 51, 52 là cái đường này, 52 là cái chỗ này. Mình chọn về 51 này, 52. Đấy, chọn thế xong là mình may. Còn bây giờ mình chỉ may thử một vài đường thôi, các chị kiểm tra xem độ êm, độ đầm của máy nhé. Chọn A0 này, A0, chọn A1 đây. Trên này là điều chỉnh mau thưa với căng trùng chỉ nhé. Đấy, thưa này, dày này. Bên này là mau thưa này. Bên này là cái độ rộng dích dắc của đường may. Đấy, con này chạy thì nghe rất là êm. Để mình may xong mình nhấn cắt chỉ đây. Đấy, đường may đấy, mặt trên mặt dưới đều đẹp này. Vết màu vàng này có dễ nhìn không? Trong dòng này rất là đời mới cho nên họ thiết kế rất dễ sử dụng, nhất là khâu đi chỉ này, chỉ việc đi lọc vòng theo cái này thế là xong. Có một số con thì nó phải đi qua cái mỏ giật chỉ rồi phải xoay bánh đà lên, nó hơi phức tạp một chút. Mình may cái đường trang trí đi, C5 này, C5 này, ấn C5 này. Máy này thì nó không kén vải đâu. Ngoài ra thì nó có thể theo được các cái chữ số và chữ cái nhá, theo được các cái hình như này. Đấy, hình như này. Đấy, mình chạy đoạn thôi. Còn có cái đường may thì kỹ thuật bên em làm hết rồi. Đấy, ví dụ mình may cái đường trang trí này. Đấy, mặt trên mặt dưới này. Đấy. Thì về hình thức thì máy đang còn đẹp nhá. Đây, đây là đời máy Maria DX. Thường thường thì các máy có cái chữ DX là nó là cái đời mới hơn.